Xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em Dân Trịnh nhé. Hôm nay kênh của em Dân Trịnh xin giới thiệu tới quý cô bác anh chị một số những mẫu sản phẩm bên em mới về. Một số sản phẩm bên em đã có. Quý cô bác anh chị đi qua kênh thì đừng quên cho em Dân Trịnh xin một nút like. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em Dân Trịnh xin luôn một nút đăng ký kênh để kênh của em có thể có nhiều động lực lớn mạnh hơn cũng như có thể phục vụ tốt nhất đến quý cô bác anh chị. Quý cô bác anh chị đặt hàng thì liên hệ trực tiếp với em Dân qua số hotline của bên em là 0982 834 004 hoặc 0915 402 977. Em Dân thì ship code toàn quốc, đơn trên 300k thì em Dân sẽ miễn phí ship cho các bác. Còn đơn trên 500k thì em Dân sẽ có một số những mẫu phần quà nho nhỏ để gửi tặng đến quý các bác anh chị. Đấy, thì như thường lệ thì đơn trên 500k thì vẫn có một số phần quà nhé. Phần quà thì mấy video trước em đã nói rồi thì video này em xin phép là không nói lại nữa. Đấy, thì sản phẩm đầu tiên hôm nay thì em Dân xin giới thiệu cho các bác đó là một cái mẫu nồi cơm điện. Nồi cơm điện này. Đấy. Một cái mẫu nồi cơm. Con này thì có công suất của dung tích của nó là 2 lít. Nồi cơm này có dung tích của nó là 2 lít nhé. Đây, tư bóng này. Ca của nó này, ca đồng này, thực ra là người Việt Nam mình không cần dùng những ca này. Mùi sơ cơm. Dây nguồn. Con này thì chúng ta sử dụng bằng cái dòng điện 220V. Con này chúng ta sử dụng bằng dòng điện 220V. Nồi của nó cũng rất là dày dặn. Đấy, rất là dày dặn nhé, hàng cực kỳ đẹp luôn. Đẹp và chất lượng luôn. Đấy, con này thì các bác có thể cắm được khoảng hai cân gạo, nó dung tích 2 lít. Đấy. Khay này có cái khay này là khay hấp các thứ này. Đấy, con này thì là hàng thương hiệu Kondo. Đấy, xuất sang Việt Nam. Kondo xuất sang Việt Nam. Đấy, hàng cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp và chất lượng. Đấy, hàng Hàn Quốc xuất sang Việt Nam, cực kỳ đẹp và chất lượng luôn. Nói chung con này, nồi này thì ngon bổ rẻ, nấu cơm rất là ngon cơm. Đấy, và nó có 3 tính năng. Đấy, hâm nóng cơm này, giữ ấm và nấu cháo. Đấy thì các bác cứ vặn này. Các bác cứ vặn vào 3 chức năng này. Các bác cứ vặn vào 3 chức năng này là được. Đấy. Thế là được. Đấy. Đây là nút xoáy nhé, nút của nó là nút xoáy. Nồi cơm. Đấy, cái mẫu sản phẩm nồi cơm này thì bên em Dân đang bán với mức giá đó là 480.000 đồng. 480.000 đồng nhé. Đây, em ghi giá đây luôn. 480k bao ship. 480.000 đồng và bao ship cho các bác. Hàng đẹp luôn. Hàng đẹp luôn nhé. Đấy, hàng đẹp luôn. Chỗ này đấy. Đấy, đầu tiên là mẫu nồi cơm này. Sản phẩm tiếp theo bên em Dân xin giới thiệu cho các bác đó là một cái mẫu nồi chiên không dầu. Nồi chiên không dầu nhé. Thương hiệu của nó là thương hiệu Nijigen Nisenher. Đấy. Con này thì có mặt kính. Mặt của nó là mặt kính, dung tích của này là 8 lít. Đấy, có khay này. Có khay lọc này. Đấy, các bác đặt các thứ để ở đây rất là đẹp. Tiện lợi này. Đấy. Các bác nhét ra nhét vào này. Đấy, con này bên trên nắp của nó đây. Bên trên nắp của nó đây thì các bác có thể chỉnh cái chế độ. Các chế độ này, thời gian. Bên này thời gian, bên này là giờ. Bên này thời gian, bên này nhiệt độ này. Đấy, mẫu sản phẩm này là mẫu này là mẫu 8 lít. 8 lít bên em Dân đang bán với mức giá đó là 800.000 đồng nhé. Đấy, nồi chiên không dầu 8 lít, giá 800.000. Đấy. Khi các bác đun chín ấy. Đấy. Đấy, nó sẽ cái tiếng kêu của chúng ta. Đấy, các bác có thể ăn này. À, khoai tây chiên này, bò hamburger này, đấy, tôm này, gà này, cá này, đều được nhé. Đấy, mà cái quan trọng nhất là chúng ta có thể rang được cả lạc. Đấy, các bác cứ đổ lạc vào đấy là nó sẽ tự chín, tự làm nóng, tự chín, rang được là lạc luôn. Đấy, nó rất là tiện lợi nhé. Đấy, nồi chiên không dầu 8 lít, giá 800, giá 800.000 đồng các bác nhé. Một sản phẩm tiếp theo, bên em Dân xin giới thiệu với các bác, đó là một số những cái mẫu... ấm siêu tốc. Ấm siêu tốc của Đức. Con này thì chúng ta sử dụng bằng cái dòng điện 220V. Dòng điện 220V. Đấy, hàng của Germany. Mặt là kính, rất là đẹp. Kính. Đấy. Con này thì dung tích của nó là 1.8 lít. 1.8 lít nhé, dùng điện 220V. Bên em Dân đang bán cái mẫu này với giá là 480.000 đồng một sản phẩm. 480.000 đồng một cái sản phẩm
bình thủy ấm đun siêu tốc, ấm đun siêu tốc nhé, ấm siêu tốc Nhật à Đức, ấm siêu tốc Đức, công tắc bật tắt đây, 480k, 480.000 đồng bao ship, 480.000 đồng và bao ship cho các bác, hàng đẹp luôn, hàng đẹp luôn nhé. Sản phẩm tiếp theo thì An Dân xin giới thiệu các bác một số những mẫu túi này. Ở đây thì có túi đeo ngang bụng này. Túi đeo ngang bụng. Đấy, hàng cực kỳ đẹp luôn. Hàng cực kỳ đẹp luôn nhé. Đấy, các bác có thể để những cái ngăn này. Túi đựng tiền này. Đựng tiền, điện thoại này. Đấy, đựng các thứ này, ngang bụng này. Các bác buôn bán kinh doanh thì có mẫu túi này rất là tiện nhé. Rất là tiện và rất là sạch sẽ. Đấy, rất là tiện, rút ra sạch sẽ luôn này. Đấy. À, mẫu túi này túi bụng, túi đeo bụng nhé. Các bác lên xem mã này, mã túi đeo bụng. Con này bên em Dân đang bán với giá là 250k. Bao ship. Bao ship. Bao ship nhé. 250.000 đồng bao ship cho các bác luôn. Túi này là túi đeo bụng. Túi đeo bụng. Đấy. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Túi đeo bụng nhé. 250.000 đồng bao ship. Tiếp theo đó là một cái mẫu túi túi vắt chéo này. Túi vắt chéo thì bên em tổng cộng là có 3 màu nhé. Đấy, nhưng màu này là màu các bác lên cho em mã này là mã màu 1. Đấy, túi chéo màu 1 này. Đồng giá là 250.000 bao ship nhé. Đấy, các bác lên cho em mã này là mã M1. Màu 1 này. M1 cũng được. M có mã nào chứ nhỉ? M1 nhé. M1. Các bác lên cho em mã này là mã M1 này. Màu sắc này. Túi này, túi của nó thì như nhau tất. Túi của nó như nhau tất, 3 ngăn. Da bò. Da bò nhé, nó dập vân cá sấu nhé. Da bò dập vân này nhé. Nó dập vân, nó ép nhật. Đấy, còn bên này là túi bên trong. Đấy. Một cái mẫu túi đeo chéo bên em Dân đang bán với mức giá đó là 250.000 bao ship. Một mẫu túi này 250.000 một cái, bên em bao ship cho các bác. Đấy, và mã con này là mã M1. Tiếp theo đó là một con mã M2. Đây. Các bác lên cho em con này là mã M2 đi. M2 màu của nó đây. Màu của nó nhạt hơn một tí nhé. Mã M2. 250.000 đồng. 250.000 đồng. Giá toàn bộ đồng giá là 250k nhé. Đồng giá là 250.000 đồng bao ship cho các bác. Các bác lên cho em mã này mã M2. M2 da bò cao cấp. Hàng xịn luôn. Hàng đẹp nhé. Chất lượng của nó thì con này phải gọi là tuyệt vời. Khóa này, khóa mạ đồng này. Khóa mạ đồng rất là bóng này. Tiếp theo một con nữa, bên em Dân xin giới thiệu với các bác đó là một cái mẫu túi chéo này. Các bác lên cho em mã này mã M3. Nó màu tối tối một tí, khóa đồng rất là nổi trội này. Nó rất là nổi bật cái khóa lên cho các bác luôn. Đấy, nó nổi bật luôn cái khóa này lên cho các bác luôn này. Túi này các bác đeo chéo nhé. Túi này các bác đeo chéo, túi chéo. Đấy. Các bác có thể chỉnh dây dài, dây ngắn tùy theo cái chiều cao, tùy theo cái thân thể của mình. Nên là nó bám sát rất là vào người, rất là tiện lợi. Đi đâu đi đó, đi du lịch, đi rút tiền, cái thứ rất là tiện lợi. Rất là tiện lợi vào đây nhé. Các bác lên cho em mã này mã M3. M3 nhé. Một sản phẩm tiếp theo, bên em Dân xin giới thiệu với các bác. Đó là một cái mẫu túi, như gọi là cặp. Đấy, để các bác đi đâu đi đó, các bác khoác đeo. Đấy, đeo. Ở đây thì có hai màu cho các bác luôn này. Màu xanh nhạt và màu nâu tím này. Và nâu đậm này. Đấy. Thì một con xanh này nhé. Xanh này các bác lên cho em mã này là mã M này. N1 này. Con này bên em Dân đang bán với giá là 300k. 300.000 đồng nhé. Rất lắm ngăn này. Riêng biệt luôn này. Riêng biệt luôn này. Bên trong này. Đấy. Đặt hàng bên em thì các bác yên tâm một điều đó là nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán nhé. Đặt hàng bên em là các bác nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán này. Đấy, túi đeo này. Mã này mã N1, N1 nhé. N1 có dễ ấy có không nhỉ? Nhầm không nhỉ? N M M N N L M. Ok, được. N1 300k. Các bác lên mã cho em mã này là mã N2. N2. Cũng 300k luôn. Con này màu khác thôi. Như nhau. Túi như nhau. Đấy. Đây nhé, dây thì thường thường sẽ ở trong này nhé. Dây thì thường thường nó sẽ ở trong này. Các bác về quặc vào cho em.
các bác về quặc vào cho em nhé. Hàng chất lượng và xịn sò luôn. Đấy, các bác có thể để quần áo ở đây, đi chơi ngắn ngày, 1-2 ngày, 1-2 bộ quần áo mỏng mỏng cũng vẫn ok. Tiền, ví, laptop, cái này để iPad thoải mái. Cái này có để iPad thoải mái nhé. Rất lắm ngăn, rất lắm ngăn. Chất lượng rất là tuyệt vời luôn. Rất là xịn sò, dày dặn nhé. Rất là dày dặn và xịn sò luôn. Đấy, 300.000 đồng bao ship. 300.000 đồng một bao ship cho các bác. Sản phẩm tiếp theo thì bên em Dân xin giới thiệu cho các bác, đó là một số mẫu mặt thắt lưng nhé. Mặt trước em sẽ giới thiệu, xin giới thiệu mặt trước, rồi em sẽ đo cái kích thước chiều dài của nó. Thì để em đo luôn, để em đo luôn kích thước nhé. Đo từ con ngắn, tầm tầm con ngắn nhất để em sẽ báo luôn cho các bác kích thước luôn. Thực tế thấp nhất của nó là 1m2, ngắn nhất của nó là 1m, gần 1m2, 1m16. Còn dài nhất của nó sẽ là 1m37. Đấy, thì cái những cái dòng thắt lưng này thì nó sẽ tùy theo cái khổ da của nó nhé. Khổ da của nó. Đấy, em sẽ đi vào chi tiết sau. Em phải chỉnh lại cái góc máy quay để cho các bác nó dễ nhé. Đấy, xong sau đây thì em sẽ lên mã cho các bác một số những cái mẫu mã thắt lưng. Một số cái mẫu mã thắt lưng bên em nhé. Đầu tiên thì em sẽ lên những cái mã thắt lưng kiểu khai quên, thiếu chính quyền. Cái gài, thanh gài này. Đấy, thắt lưng gài này rất là đẹp này. Các bác có thể nhìn thấy khi chúng ta lên, để em lên cho các bác luôn này. Đấy, vướng cái dây. Đấy, thì tất cả những cái thắt lưng nhé, tất cả thắt lưng nó đều có một, cho chúng ta một cái mẫu miếng da, một cái mẫu miếng da để chúng ta hơ lửa để test thử nhé. Tất cả đều có. Và đây là một con thắt lưng gài này. Cực kỳ đẹp và chất lượng luôn. Cực kỳ đẹp và chất lượng và chắc chắn luôn. Đấy, hàng rất là ok luôn này. Made in USA này. Đấy, Fairside này. Letter này. Hàng cực kỳ đẹp. Đấy, khi các bác đeo lên rất là sang này. Rất là sang luôn nhé. Mẫu này thì các bác lên cho em mã này là mã thắt lưng này, là thắt lưng S1. S1 nhé. Còn thắt lưng S1. Đấy, tất cả dòng thắt lưng này thì bên em Dân đều bán với giá là 250.000 nhé. 250.000 đồng. Con này màu nâu. Đấy, thứ hai là con màu đen. Đấy, thôi các bác lên cho em mã này là mã S1 nâu, S1 đen đi. 250k một con nhé. Đấy, các bác lên cho em mã này là S1 nâu, S1 đen. Đấy, thì các bác lên cho em nó dễ. Đấy, thì em đặt đây cho nó gì thôi. Đấy, nâu đen. Đấy, các bác cứ lên cho em mã là S1. Đấy, màu và màu của nó. Đấy, thì bên em bán với giá là 250.000 đồng. 250.000 đồng một cái nhé. Một sản phẩm tiếp theo, bên em Dân xin giới thiệu cho các bác một mẫu ngựa. Thắt lưng ngựa, mặt ngựa. Đây là thắt lưng cái gì nhỉ? Trượt cậu nhé. Con này thắt lưng trượt này. Quên mất không bỏ cái dây ra. Tất cả đều thử nhé. Da này các bác bao các bác đốt luôn. Bao các bác đốt thử luôn. Đây, em lắp vào cho các bác xem này. Đấy. Nó giữ rất chắc. Nó giữ rất chắc nhé. Mặt rất là đẹp luôn này. Đấy, con ngựa này. Ferrari này. Đấy. Các bác lên cho em mã này mã S2. Các bác lên cho em mã này mã S2 nhé. S2. Thì cũng như mã S1. Các bác lên cho em mã này S2 và các bác nói màu. Đấy. No. Con này là nâu này, tay em đang cầm nâu hoặc đen này, đen này, thì đồng giá với giá là 250k, nâu hoặc đen nhé, nâu hoặc đen có nhé, 250.000 đồng, thắt lưng, hàng cực kỳ đẹp và chất lượng luôn, đấy, tiếp theo, đấy, một cái mặt bóng này, một cái mặt bóng này. Con này các bác cũng có thể dễ dàng mà khi mà tháo ra nhé. Khi mà các bác tháo chốt ra này. Đấy. Các bác tháo ra các bác thay cắt ngắn dây. Đây, tháo ở đây chỉ quên. Làm cậy đây mãi cũng được. Đấy, các bác có thể rút ra. Lắp vào. Làm sao mà các bác chỉnh để cho nó vừa bụng con nhất. Vừa bụng con nhất có thể. Đấy. Mặt trơn nhé. Mặt của nó rất là đẹp luôn này.
Con này các bác lên cho em mã này là mã S3. 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 Đấy, và các bác nói cho em màu S3 các bác lấy màu nâu hoặc là màu đen. Đấy, màu đơn đâu nâu hoặc là màu đen nhé. Cũng có hai màu luôn, tất cả đều có hai màu nhé. Tất cả em đều có hai màu các bác nhé. Đấy. À, tiếp theo đó là một cái mẫu tròn. Mẫu thân lưng mặt tròn này. Cũng có màu nâu và màu đen. Đấy, các bác lên cho em mã này mã S4. Đấy, rồi nâu với đen. Nâu với đen. Hàng thì chất liệu tất cả của nó là một hãng, một thương hiệu. Hàng chất lượng luôn, da của nó da xịn luôn. Da bò xịn luôn. Rất là chất lượng luôn. Rất là chất lượng luôn nhé. Đấy. S4. Tiếp theo là chữ L này. Các bác lên cho em mã này mã S5. S5 nhé. S5 này. Hàng đẹp luôn này. Hàng đẹp luôn. Đấy. S5 cũng đen với nâu. Cũng đen với nâu các bác nhé. Các bác đeo vào nhé, cảm giác rất là ok luôn, rất là ok luôn này. Đấy. Màu sắc rất là đẹp mà ok. Tiếp theo có một cái mẫu chữ R này. Chữ R này cũng có nâu với đen. Cũng có nâu với đen nhé các bác nhé. Các bác lên cho em mã này là mã S6. S6. Da của nó này các bác. Các bác có thể nhìn thấy cực kỳ đẹp. Cực kỳ đẹp, cực kỳ chất lượng luôn. Các bác về bụng to các bác cũng có thể chuyển được. Bụng to, bụng bé các bác đều có thể chuyển được nhé. Đấy. Kích thước của nó thì các bác có thể yêu cầu để em có thể đo cho các bác. Đấy, cuối cùng. Cuối cùng thì nó là một cái mã đây. Đấy. Các bác lên cho em mã này mã S7. Và các bác cũng nói màu cho em, màu nâu hoặc màu đen. Đấy thì em cũng không muốn lôi hết màu ra. Không muốn lôi hết mẫu ra nên là có mẫu thì có nhiều màu, có mẫu thì có một màu lôi ra. Đấy. Thì các bác ưng sản phẩm nào thì có thể liên hệ trực tiếp với em Dân nhé. Có số hotline để góc màn hình nhé. Các bác đi qua kênh thì đừng quên cho em Dân Trịnh xin một nút like. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em Dân Trịnh xin luôn một nút đăng ký kênh các bác nhé. Sản phẩm tiếp theo thì bên em Dân xin giới thiệu cho các bác đó là một số những mẫu ô dù đa năng này. Màu sắc thì rất là nhiều màu. Màu sắc bên em thì rất là nhiều màu này, màu hồng này. Đấy, màu xanh này. Đấy. Thường thường thì khi giao hàng cho các bác nhé, là bên em nhận mở ra, phải mở ra để có thể kiểm tra. Đấy, và khi các bác bung dù này. Đấy. Bung dù này. Bung dù này. Thu dù này. Đấy, một cái mẫu dù này rất là tiện lợi. Ô dù này rất là tiện lợi nhé. Đấy, các bác có thể bung ra và thu vào. À, nó cũng rất là gọn gàng và dễ dàng. Gọn gàng và dễ dàng nhé. Đấy. À, một con ô dù này thì bên em Dân đang bán với mức giá đó là 100.000 đồng một sản phẩm. 100.000 đồng một sản phẩm ô dù đa năng này. Đấy. 100.000 một sản phẩm ô dù đa năng nhé. Hàng cực kỳ đẹp và chất lượng luôn. Hàng cực kỳ đẹp và chất lượng luôn nhé. Đấy. À, một cái mẫu này thì nó có phủ bì bán kính của nó thì là nó là 1m1. 1m1 nhé. Màu sắc thì rất là đa dạng phong phú nhé. Đấy, các bác có thể phù hợp cho những lứa tuổi như ví dụ là chúng ta có màu tối màu để chúng ta đi đám tang. Đấy, những màu sáng này chúng ta đi có thể đi lễ chùa. Đấy, lễ chùa hoặc là lễ nhà thờ. Đấy, những màu hồng này chúng ta cũng có thể hợp với những mẫu áo dài của các bác đi có thể chắc bên công giáo chúng ta có thể đi lễ, đi rước. Đấy, thì những màu sắc này rất là phù hợp, nó rất cũng rất là đẹp. Hàng này thì sử dụng cũng rất là chất lượng nhé. Hàng này cũng sử dụng rất là chất lượng luôn. Con này thì bên em Dân đang bán với mức giá đó là 100.000 đồng. 100.000 đồng một sản phẩm này nhé. 100.000 đồng một cái sản phẩm ô dù đa năng này. Đấy. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Màu sắc rất là đa dạng và phong phú. Đây để em ghi giá vào đây luôn. 100.000. 100.000 trên một sản phẩm. 100.000 trên một sản phẩm ô dù này. Một mẫu sản phẩm tiếp theo bên em Dân xin giới thiệu với các bác. Đó là một cái mẫu bơm hơi, bơm điện, mang theo những bình ắc quy. Bơm hơi, bơm điện nhé. Đấy, bơm hơi, bơm điện, bơm 12V. Một cái mẫu này bơm 12V. Hàng này thì là hàng mới luôn. Hàng này thì là hàng mới luôn nhé, hàng mới của Nhật. Đây, mới đây. Đấy, để em sẽ lột túi bóng ra để có thể review cho các bác này. Đây. Đấy, hàng này
Đây. Cái này thì dành cho các bác nào biết tiếng Nhật các bác đọc nhé. Em không am hiểu về tiếng Nhật. Con này thì hàng mới. Đấy, con này thì hàng mới. Công tắc bật tắt của nó đây. À, con này thì chúng ta có thể bơm được lốp ô tô, xe máy, ô tô con thôi nhé. Bật lưu ý giúp em nhé. Ô tô con thôi. Rồi, hướng dẫn của nó luôn. Ô tô con thôi. Và cái mẫu sản phẩm như thế này thì bên em dân đang bán với mức giá đó là một cái mẫu sản phẩm như này bên em dân đang bán với mức giá đó là 650.000 đồng, 650.000 đồng một cái. Đây em sẽ test cho các bác luôn. Em đã chuẩn bị xong ắc quy 12V nhé. Em mượn tặng cái này để em chế ra này. Đấy, em dùng bật ra này. Cái mẫu này thì bên em bán 200.000. Đây ra 12 ra đấy, USB này 5V này. Đấy, còn đây là 12,6V và em xin cắm vào để test thử cho các bác luôn. Tắt này. Dây của nó là dây chịu tải, dây chịu lực. Dây chịu lực cực tốt. Đấy. Theo em thấy và đã sử dụng thử bơm thử. Đấy thì mẫu này thì bơm mô tô rất là ok. Mẫu này bơm mô tô rất là ok nhé. Dây đã chịu áp được tốt, dây rất là chắc khỏe. Hàng thì đẹp. Hàng thì đẹp, bơm rất là khỏe luôn. Con này thì các bác có bơm được lên 6 kg thôi. Nhưng mà từ 5 đến 6 kg là mức của nó là mức cũng chịu tải của nó rồi. Mức của nó là mức lên đấy cũng ok rồi. Đấy. Thì mẫu này thì các bác nên có trên một cái ô tô hoặc là nhà để chúng ta xử lý nó tiện hơn. Đấy, muốn bơm hơi các thứ gì nó tiện, hàng nội địa Nhật. Hàng một nội địa Nhật nhé. Một cái sản phẩm bơm 12V. Một cái sản phẩm bơm này là bơm điện 12V nhé. Đấy, và bên em dân đang bán với mức giá đó là 650.000 đồng. Và bên em dân đang bán với mức giá đó là 650.000 đồng một bộ này. Cái này ghi luôn vào giá vào đây. 650k. nhé, một sản phẩm. Đấy. Hàng đẹp luôn. 650.000 đồng. Đấy, mẫu bơm hơi điện 12V. Bơm hơi điện 12V nhé. 650k. Một sản phẩm kế bên đây. Đấy, em dần xin giới thiệu cho các bác đó là một cái mẫu camera Evit. Camera an ninh. Đấy, bảo vệ căn nhà nhỏ của các bác điều khiển từ xa. Tất cả điều khiển từ xa. Đấy, ở trong nhà, ngoài nhà, lắp ngoài ban công. Đấy, lắp ở trong lán, trong xưởng. Đấy thì chúng ta bảo đảm an toàn. Đấy, một cái mẫu camera này là C6N. Một con camera an ninh. Đấy, độ phân giải của nó lên đến 1080p, cực kỳ nét. Các bác có thể nhìn thấy mặt. Đấy, các bác có thể lắp ở nhà các thứ này. Đấy. Con này thì có những tính năng như sau. Đâu rồi? Đấy, có thể xoay được 360 độ, xoay vùng tròn, xoay lên xuống. Đấy. Cảm biến người đi lại. Đấy, wifi. Đàm thoại hai chiều. Chế độ ban đêm, quay ban đêm. Ban đêm vẫn nhìn thấy người, nhìn thấy ấy các bác nhé. Đấy. Cái này thì em không biết. Thẻ nhớ được hai có thể tải, có thể các bác có thể sử dụng dòng thẻ nhớ 256GB và có thể sử dụng chức năng lưu đám mây thì tùy các bác. Đấy. Và một con camera như này thì bên em dân đang bán mức giá đó là 650.000 đồng một con. Đấy. Bác nếu các bác mua kèm nó, kèm theo thẻ nhớ 32GB thì sẽ là 750.000 đồng. Và thẻ nhớ 64GB sẽ là 850.000. 64GB. Đấy, một mẫu camera Evit cực xịn sò luôn. Đây các bác có thể nhìn thấy người ta chụp ảnh của cái hình quay đấy ra mà người ta vết lên đây mà vẫn còn nét, mà vẫn còn nét. Hàng kỳ dùng chất lượng, cực kỳ chất lượng luôn, cực kỳ chất lượng luôn nha các bác nhé. Đấy, 850.000 đồng cùng thẻ nhớ 64GB, camera an ninh. Đấy, camera an ninh. Cái mẫu này thì là mẫu đang là ưa chuộng số 1 toàn thế giới. Toàn thế giới các bác có thể truy cập cái website của nó là Evit để chúng ta kiểm tra. Các bác chỉ cần lên Google, các bác cần nhập những này thôi là nó sẽ ra để các bác kiểm tra thoải mái luôn. Camera. Camera Evit này. Một cái mẫu sản phẩm tiếp theo bên em dân xin giới thiệu các bác đó là một cái mẫu miếng LED 12V. Một cái mẫu miếng LED 12V này.
Con này thì sử dụng điện 12V nhé. Sử dụng bằng cái dòng điện 12V. Đây. Các bác lắp ngược cũng được nhé. Lắp ngược thì nó không sáng. Lắp ngược thì nó không sáng. Em cuốn chặt này. Các bác đợi em trong giây lát. Đấy. Sáng luôn, sáng cực kỳ sáng luôn. Đấy. Nói chung là mẫu miếng LED này thì rất là sáng. Miếng LED này rất là sáng nhé. Mà nó có 12V thôi. Nó có 12V thôi. Đây. Tao về các bác hàn ở hai bên chân này chưa? Các bác về các bác hàn hai chân này để tắt đi đã cho nó đỡ chói. Hàn ở hai bên chân này chưa? Đấy, hàn bên LED cộng và LED trừ. LED cộng và LED trừ. Miếng LED này thì nó có kích thước đây. Đây nhá, để nãy tắt đi đúng không? Em bật ngược lại cho các bác này. Em đặt ngược lại này. Đây đang bật nhé, đang bật này. Em vào chế độ bật đã. Đấy, đang sáng đúng không? Để điều khiển đây, bỏ ra này. Đảo chiều này. Không việc gì cả có nhé. Nó không việc gì cả nhưng mà nó sẽ không sáng. Nó sẽ không sáng. Nên là các bác đắp đặt ngược chiều cũng được. Con này công suất 70W. Đấy, 150.000 một miếng. Và kích thước của nó là một chiều này 11, một chiều này 22. Chiều này 11, chiều này 22 nhé. Cực kỳ mỏng và dễ sử dụng luôn. Đấy, cực kỳ mỏng và dễ sử dụng. LED 12V. Con này bên em dân đang bán với mức giá đó là 150.000 một miếng. 150.000 một miếng nhé. Đấy. Một sản phẩm tiếp theo bên em dân xin giới thiệu các bác đó là một cái dòng ổ điện thông minh này. Ổ điện thông minh hàng mới luôn, hàng mới cho các bác luôn, hàng Đài Loan, hàng này của Đài Loan này, công tắc bật tắt này. Con này có sạc không dây đấy, giới thiệu qua cho các bác thôi, còn con này em giới thiệu nhiều lần rồi. Đấy, nói chung là sử dụng rất là tốt và tiện, tốt và tiện lợi. Đấy, mẫu này hàng lúc nào em có nhé. Hàng này thì được cái lúc nào cũng sẵn, để cái lúc nào cũng sẵn luôn cho các bác luôn, nên là các bác yên tâm sử dụng, lúc nào cũng có, cần lúc nào em cũng có luôn, ship lên tận nơi cho các bác, ship post tận nơi cho các bác luôn. Đấy, con này thì dùng rất là ok luôn, ổ điện thông minh, ổ điện thông minh 250.000 một ổ, ổ điện thông minh 250.000 một ổ. Một sản phẩm tiếp theo em dân xin giới thiệu các bác đó là một cái mẫu đuôi đèn cảm biến. Đuôi đèn cảm biến. Đấy. Mẫu đuôi đèn này thì các bác về các bác đấu điện vào đây. 110 hay 220V đều được. Đấy. Xoáy đuôi bóng đèn vào đây. Con này thì các bác có thấy người là sáng, người là sáng. Con này nó khác với các con khác đó là nó là gạt. Nó là gạt. Đấy. Một số bác cứ bảo em bán đắt hơn. Nhưng mà các bác cứ xem. Của người ta là nó là xoáy. Của người ta ở lỗ đê xoáy, còn của em là của gạt. Của em là gạt nhé. Đấy. Nên là tính ra là không đắt hơn đâu. Tại vì em nhập nó đã cao rồi. Cái này bán kèm thôi. Bán kèm cho các bác để gọi là có sản phẩm thôi. Có sản phẩm để tăng tương tác thôi. Chứ em không lợi nhuận được cái này đâu. Không có lợi nhuận về cái đuôi đèn này. Đấy. 100.000 đồng. Con này bên em dân đang bán với giá là 100k. 100.000 đồng một cái. Đấy. Cứ thấy người là sáng. Cứ thấy người là sáng. Dùng rất là tiện. Dùng rất là tiện nhé. 100.000. Đấy, hàng sẵn luôn. Đấy. Sản phẩm tiếp theo bên em dân xin đây. Quên mất nhé. Đấy là cái này là miếng LED không là 150.000 nhé. Còn thêm cái điều khiển này. Thêm cái điều khiển này là thêm các bác thêm cho em 50 nữa nhé. Thêm cái điều khiển này các bác thêm cho em 50.000 nữa. Đấy. Để lưu ý thế không đến lúc mà quên cái là rất là khổ. Đấy, quên cái là rất là khổ luôn cho chúng ta luôn. Một sản phẩm tiếp theo bên em dân xin giới thiệu các bác đó là một cái mẫu kéo cắt cành trên cao này. Một kéo cắt cành trên cao này. Con kéo cắt cành trên cao này thì cái cưa thì đây, để em tháo ra này. Cho các bác chiêm ngưỡng luôn.
có thể cắt. Đấy. Các bác về nhé, các bác lắp cái queo này, mua cái queo sơn ấy. Các bác lắp vào đây. Đây, các bác kéo này, kéo này, kéo này, cắt này. Đấy, còn bác nào mà cần đến lúc chúng ta cần đến dùng cưa, cần đến dùng cưa này, các bác lắp cưa vào đây, rất là nhanh thôi nhé, lắp không mất thời gian nhiều các bác đâu. Đây em xin lắp cho các bác luôn. Đấy. Để em lắp cho các bác luôn. Đây, các bác lắp cưa vào, nhét ốc vào và xoáy, và xoáy, và xoáy chặt vào. Đấy, rồi các bác cứ thích cưa, có cưa kéo xẻ, ông thợ nào khỏe thì về ăn cơm luôn. Đấy. Chất thép SK5, hàng của Gia Vang. Bên em dân đang bán với mức giá đó là 180.000 đồng. 180.000 đồng một cái mẫu cưa cành cao này. 180.000 đồng nhé, rất là tiện lợi luôn, hàng cực kỳ đẹp chất lượng, hàng cực kỳ đẹp chất lượng nhé. Ừ. Đấy, kéo cành cao rồi thì chúng ta có kéo cành thấp. Các bác lưu ý nhé, lưu ý là lên mã cho em là mã kéo này là kéo cành hoặc là kéo cành thấp, còn là cưa đây là các bác lên cho em mã này mã cưa cành cao, cưa cành cao, còn đây là mã kéo cành thấp. Kéo cành thấp này thì hàng mới, hàng thanh lý siêu thị. Nó những rách này thì người Nhật người ta không mua. Đấy thì nó thanh lý cho chúng ta. Đấy. Con này thì hàng còn ngon. Còn ngon. Để em bóc ra cho các bác. Đấy. Đấy. Con này thì bên em dân cũng bán với giá là 180. Cũng bán với giá là 180.000. Kéo cắt cành của Nhật. Kéo cắt cành của Nhật nhé. 180.000 một cái. Hàng đẹp luôn. Hàng đẹp luôn nhé. Hàng đẹp luôn cho chúng ta luôn. 180.000 đồng. 180.000 đồng một cái mẫu kéo cắt cành. Đấy. Các bác về các bác sử dụng cái cắt cành cây, tỉa cành cây, cắt tỉa bonsai. Cực kỳ tiện lợi. Cực kỳ tiện lợi nhé. Đấy. Hàng đẹp luôn. Sản phẩm tiếp theo thì bên em dân xin giới thiệu cho các bác đó là một cái dòng chai mắm này. Đấy, một cái dòng chai mắm này. Đấy, chai mắm này thì bọc kín luôn cho chúng ta luôn, rất là đẹp. Đấy, con này thì cũng nút này. Cái mẫu sản phẩm này thì bên em dân đang bán với mức giá đó là một con này thì là bên em dân đang bán với mức giá đó là 100.000 đồng một chai. 100.000 đồng một chai nhé. Dung tích của nó là 300 ml. Đấy, 300 ml. Có đựng mắm các thứ rất là tuyệt vời. Đấy. Đấy, rất là tuyệt vời nhé. 100.000 đồng một cái chai mắm này. Hàng đẹp. Ừ. Sản phẩm tiếp theo thì em dân xin giới thiệu các bác đó là một cái hũ xe tiêu này. Hũ xe tiêu nhé. Lưu ý giúp em nhé. Cái nắp này nó không đóng, không mở giữ chặt được cho bác đâu. Đấy. Các bác dốc xuống là có khả năng nó vẫn rơi. Đấy. Và các bác xay nhé. Các bác giúp các bác xay, các bác chỉnh cái này. Các bác muốn xay to, xay nhỏ thì các bác chỉnh ở đây. Đấy. Chỉnh ở đây. Đấy, và chúng ta xay. Đấy, chúng ta xay. Vụn như cám luôn này. Vụn như cám luôn. Đây là một cái mẫu cối xay tiêu nhé các bác nhé. Cối xay tiêu. Cái mẫu cối xay tiêu này thì bên em dân cũng bán với giá là 100.000 đồng. Cũng bán với giá là 100.000 đồng một cái. Đấy. Hàng cực kỳ đẹp và chất lượng luôn. Hàng cực kỳ đẹp và chất lượng luôn nhé. Đấy, mẫu cối xay tiêu này. Cối xay tiêu. 100k. Sản phẩm tiếp theo thì em dân xin giới thiệu với các bác đó là một cái mẫu thiên nga. Một cái mẫu thiên nga nhé. Thiên nga này thì các bác có thể mua theo cặp hoặc là mua một con. Đấy, rất là đẹp. Rất là đẹp nhé. Các bác có thể để cái này làm gà tàn này. Hoặc các bác mua một con làm gà tàn cũng rất là đẹp. Rất là đẹp nhé.
Con này thì bên em dân đang bán với giá là 230.000 đồng một con thiên nga này. 230.000 đồng một con thiên nga này nhé. Hàng cực kỳ đẹp và chất lượng luôn. Hàng cực kỳ đẹp và chất lượng luôn. Con này mạ đồng nhé. Những cái dòng này là những dòng mạ đồng cho chúng ta luôn. Nên là các bác có thể tha hồ. Tha hồ gà tàng. 230.000 đồng một con thiên nga. 230.000 một con thiên nga. Một sản phẩm tiếp theo thì bên em dân xin giới thiệu các bác này. Đèn đế bàn. Đèn đế bàn nhé. 270.000 đồng một con. 270.000 đồng một con. Xà quảng khóa số 8. 270.000 đồng. Đấy. Vừa rồi thì em dân vừa mới giới thiệu tới quý cô anh chị một số những cái mẫu, những cái dòng sản phẩm bên em đang có phân phối. Các bác ưng sản phẩm nào thì có thể liên hệ trực tiếp với em dân qua số hotline của bên em là 0982 834 004. Đấy, cảm ơn các bác đã xem video của em. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Đấy, các bác đừng quên cho em dân xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Xin chào các bác.